Chuyện cái xóm tha hương ở cửa rừng suối cát và con hùm con mồ côi. Ngày ấy ở triền Đông Nam và Đông Bắc dãy Tây Đảm, Tam Đảo, rừng già còn chạy xuống cả những huyện Kim Anh và Phú Bình. Muốn từ Thái Nguyên sang Tuyên Quang phải vượt núi luồn rừng, men những con đường nhỏ có những quãng đi hàng 2-3 ngày đường không một bóng người. Những cầm thú kỳ lạ thì cứ mỗi bước người ta gặp một giống hiện ra. Từ sườn núi lấp loáng mây trắng đổ xuống dốc lũng lau cỏ thăm thẳm. Một đôi nai vút qua mặt người ta biến đi không để lại một tăm hơi. Giữa lưng đèo nghi ngút sương, một chữ hưu lông như nhung như gấm cất đôi sừng lởm chởm cao hơn một thước. Ngước lên nhìn ánh mắt như có lửa và như muốn hỏi: ngươi ở đâu đến? Ngươi là ai vậy? Nghỉ chân bên suối, người ta thấy tiếng hoáng rác, tiếng hổ gầm ngay sau lưng. Từng đàn chim không hiểu là chim gì, như một làn mưa bóng mây và là một làn mưa ánh sáng của bảy sắc cầu vồng bay qua đầu người ta với những khoang quát líu ríu làm nhộn nhịp cả rừng núi. Từng đàn ong loáng bay che kín từng mảng trời, sập đến át cả tiếng suối tiếng thác. Những đồi sim chín xa trông tưởng như đang lúc nhúc hóa thành chim thành bướm. Mùa dứa dại hương hoa cỏ ngào ngạt, suối thác rền rĩ gầm vang. Giữa một năm đói có một đám người tha hương cầu thực đã kéo nhau đi trên quãng đường hoang thẳm ấy. Tất cả sáu bếp, ông già bà lão, người lớn trẻ con, hơn 20 người. Bếp thì ở vùng Chiêm luôn mấy vụ bị lụt, bị hạn, mất mùa. Bếp thì ở ven biển, nhà cửa tan nát vì bão nước. Bếp thì con cái bị quan tỉnh, huyện bắt đi lính đi, phu ốm chết. Còn cái gì bán được và đổi lấy quan tiền bát gạo họ đều bán, đều đổi hết cả rồi. Sau hàng tháng lang thang, nằm sương gối đất, tình cờ họ gặp nhau ở cửa chợ vùng Bắc. Họ chuyện trò than thở với nhau đêm trước thì hôm sau nhập làm một bọn, lại rất díu nhau đi. Họ đi tìm vàng, vàng giá những gấp 10 bạc một nén vàng. Chao ôi, chỉ được một nén vàng thôi thì cả những người như họ cũng sẽ sung sướng quá. Họ sẽ ở nhà, sẽ có ruộng, sẽ có trâu, con cái họ sẽ được ăn no mặc ấm. Còn những ai mà có những hàng chục, hàng trăm nén vàng thì sẽ sống như những đại phú gia, như quận công, như nhà vua. Mà chỉ nhà vua, chỉ quận công, chỉ những đại phú gia mới có được nhiều vàng như thế. Họ nghe đồn ở cửa rừng suối cát có mỏ vàng, nhiều người đã lên đây mò vàng, người ta đang thuê người đãi vàng. Có người chỉ đãi thuê mà cũng đem được hàng nén vàng về xuôi rồi. Ngày đêm, ngày đi đêm nghỉ, bữa cháo bữa cơm, nắng mưa chẳng quản. Bước đường càng thêm cơ cực, hàng quán quà bánh không dám nhìn qua. Trẻ con ông già nhỡ bữa có đói lắm mới được ăn củ khoai củ sắn. Quãng thì nghỉ chân ở cổng đình cổng chùa, quãng thì thổi nấu ở điếm canh ở gốc đa, quãng thì ngủ ở cầu chờ hay trên cầu thượng lương. Nửa tháng rồi, đám người càng đi càng thấy biển biệt. Dọc đường một ông già rồi một đứa bé gái trong bọ ốm quá, cháu cũng không ăn được nữa, chết. Bà con ơi, từ đây phải mấy ngày nữa thì mới đến suối cát. Bà con ơi, trên suối cát người làm thuê đãi vàng ngày được 3 bát gạo phải không?
Bà con ơi, đường lên suối cát còn xa không ạ? Tiếng hỏi cứ một ngày một lào vào. Nhiều người lớn đã nói không ra hơi, chỉ lết chân đi được một quãng lại phải đặt gồng gánh, con cái xuống rệ đường, ngồi rũ ra hay nằm lăn ra đất, ra cỏ. Nhưng mẹ cứ lớn, cứ ẵm con, ông cứ cõng cháu, con lại dìu bố, thằng anh lớn kéo đứa em nhỏ. Sáu bếp tha hương, nọ cũng lên được đến suối cát. Không người nào còn một đồng tiền trong lưng, không nhà nào còn đủ bữa gạo trong bị. Người khỏe nhất cũng lả ra. Họ đến cửa rừng giữa một buổi trưa, những ngọn tam đảo nghi ngút trong mây trắng và khí núi. Rừng xanh ngăn ngắt, trời như đổ lửa, những đồi sim, đồi mua, hoa quả như cháy lên, mật nhựa chảy quánh, suối thác như những nồi nước sôi réo. Thỉnh thoảng có tiếng nai, tiếng hoãng rú lên, tiếng chim bắt cô trói cột văng vẳng. Ở một chỗ họ đỗ gánh, chỉ nghe thấy tiếng suối gào xiết đằng xa và thứ tiếng âm âm của sương lam chướng khí bốc lên. Rừng hoang núi thẳm, sương lam như đầy những ma thiêng thú độc trờn vờn ở khắp chung quanh, chỉ chờ đêm tối ập đến. Suối cát không có mỏ vàng và cũng không có xóm làng, bản trại không có ai ở, ai thuê, ai mướn cả. Ở đây, một dạo người ta tưởng có mỏ vàng đã kéo nhau đến tìm. Mấy tháng liền những người lên trước họ đã dầm mưa dãi nắng ở các suối khe. Họ ăn toàn củ mài, củ sắn, người chỉ còn da bọc xương, lại kéo nhau đi nơi khác. Dưới mấy gốc cổ thụ vẫn còn lăn long lóc những hòn đá kê làm ông đầu rau. Những kèo cột phên liếp xám xám nguệch ngoạc. Những ống bương vẫn còn vùi với lá cây, với bùn đất. Tất cả ông lão, bà lão và đàn con trong đám lên sau ấy ngồi lặng đi với nhau rồi rưng rưng nước mắt. Có kẻ nức nở òa lên khóc,